Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa trang lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập chung trang 62. Bài số 1 tính. Rồi, cái này thì chúng ta làm gì đây? Hai cái này trừ nhau. Rồi sau đó chúng ta cộng cái này, được không? Lấy này chúng ta trừ này, rồi sau đó chúng ta cộng này. Bây giờ mấy cái bài này thì bây giờ tới bài cộng này rồi, tới bài luyện tập này rồi thì mấy em tự làm ha, tự làm. Bây giờ thầy sẽ bấm máy tính cho nhanh. 375,84 trừ cho 95,69 cộng cho 36,78 bằng. Bây giờ cái kết quả của nó là bằng 36,93. Rồi cái bài này là sẽ làm đây nè. Bây giờ bài này á thì có phép nhân và phép cộng, thì phép nhân chúng ta sẽ làm trước. Vậy cái này chúng ta ghi lại là 7,7 cộng cho hai cái này nhân nhau. 7,3 nhân cho 7,4 bằng là 54,02. Rồi hai cái này cộng với nhau. Cộng với nhau thì bao nhiêu đây? Như vậy là 72,7 11 116. Nào, thì kiểm tra lại thế chứ đôi khi thầy nhẩm nó không có đúng. 7,7 cộng cho 54,02 61,72. Bài số 2 tính bằng hai cách. Rồi, cái bài này á thì cách thứ nhất thì chúng ta sẽ cộng cái này rồi chúng ta nhân, được không? Cộng cái này rồi chúng ta nhân. Này, cách thứ nhất thầy sẽ thôi đem giấy ra làm ha, tại vì nó lửa giữa chỗ này. Rồi thầy sẽ lấy giấy thầy làm. Bài số 2 thầy ghi lại cái đề 6,75 cộng 3,2 đóng mặt lại nhân cho 4,2. Như vậy là cách 1. Cách 1 là giữ C1 nha. Thì chúng ta sẽ cộng hai cái này lại. Rồi chúng ta nhân cho 4,2, được không? Chúng ta cộng cái này là 5,9 6,39. Vậy chín phẩy 95 nhân cho 4,2 bằng. Rồi thầy lấy bấm máy tính là 9,95 nhân cho 4,2 bằng 41,79. Rồi cách 2. Cách 2 là chúng ta lấy 6,75 nè nhân cho 4,2 này cộng cho 3,2 này nhân cho 4,2 bằng. Rồi hai này nhân nhau, rồi lấy máy tính bấm 6,75 nhân cho 4,2 bằng này là 28,35 cộng cho hai này nhân nhau. Hai này nhân nhau là bao nhiêu đây? 3,2 nhân cho 4,2 bằng 13,44. Rồi chúng ta cộng hai này lại nữa, cộng cho 28,35 bằng y luôn 41,79.
hai cách kết quả giống nhau thì ok, còn hai cách mà kết quả không giống nhau là không ok, được không? Rồi tiếp theo. Bài B. 9,6 trừ 4,2 nhân 3,6. Chín phẩy sáu trừ cho 4,2 nhân cho 3,6 bằng, coi lại đề coi, 9,6 trừ 4,2 nhân 3,6. Rồi như vậy thì cái này chúng ta sẽ trừ trước, được không? 6 ta trừ cho 2 được 4, 5,4 nhân cho 3,6 bằng 5.4 nhân cho 3.6, 19,44. Rồi cách 2. Cách 2 là 9,6 chúng ta nhân cho 3,6 trừ cho 4,2 4,2 ta nhân cho 3,6 bằng, giờ là 9,6 ta nhân cho 3.6 bằng 34,56, trừ cho hai này nhân nhau 4.2 nhân cho 3.6 bằng 15,12. Rồi chúng ta hai này chúng ta trừ nhau, được, trừ nhau 34,56 trừ cho, như vậy là trừ nhau ra thì 19,44 giống ở trên. Được. Thì đó là hai cái phép tính hai cái cách tính mà kết quả nó giống nhau thì ok. Rồi chúng ta sẽ qua cái bài tiếp theo ha, bài số 3. Qua bài số 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất. Tính bằng cách thuận tiện nhất bây giờ nè, chúng ta tách nó ra nè. 0,12 chúng ta nhân cho 400, đúng không? 400 chúng ta sẽ tách nó ra là 4 nhân cho 100. 100 chúng ta nhân cho 12, 0,12 là bằng 12. Được. Thì nói lại nè, 0,12 này nhân cho 400. Thì 400 là chúng ta sẽ tách ra là 4 nhân cho 100. Như vậy 100 chúng ta sẽ nhân cho 0,12 là bằng 12. Vậy là 12 nhân 4. Đó. 12 nhân 4 là bằng gì? 48. Bài này thì sao? Bài này chúng ta nhận thấy là có 4,7 và 4,7 giống nhau. Được. Thì chúng ta sẽ làm 4,7 chúng ta đem ra ngoài. Chúng ta nhân cho, ồ chỗ này thiếu giấy đâu. Thiếu giấy là thôi thì xuống dưới nha. Bây giờ 4,7 chúng ta đem ra ngoài. Nhân cho ở trong là gì? 5,5 trừ cho 4,5 đóng ngoặc lại bằng 5,5 ta trừ cho 4,5 là còn 1. Được, còn 1. Như vậy là 4,7 nhân 1 là bằng 4,7. Nè. Câu B. Tính nhẩm kết quả tìm x. Đây là gì? Cái dấu nhân. À, dấu nhân. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích là 5,4. Ta chia cho 5,4. À, 5,4 này này, chúng ta chia 5,4 này này. 5,4 chia 5,4 là bằng 1.
Bài này thì sao? Bài này thì chúng ta không vội, không vội nhân vô, đừng có nhân vô, từ từ đã. Như vậy từ đây tương tự và lợi ích là bằng lấy tích, đúng không? Lấy tích chia từ số kia là 6,2. Nhân cho 9,8. Chia cho 9,8 này. Bằng 9,8 chia 9,8 cùng 1, như là 1 nhân 6,2 là bằng 6,2. Bài số 4. Mua 4 mét vải phải trả 60.000 đồng. Hỏi mua 6,8 mét vải hỏi cùng lậu phải trả bao nhiêu tiền? Phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền nha. Rồi, chú ý là nhiều hơn nè, chứ còn trả bao nhiêu tiền thì dễ. Có một phép tính nè. Bây giờ trả bao nhiêu tiền thì lại tính thêm nữa. Chúng ta kể ngang qua chúng ta làm. Trước tiên thì chúng ta sẽ quy về 1 mét là bao nhiêu nè. 1 mét là bao nhiêu rồi chúng ta nhân cho 6,8. Số tiền mua 1 mét vải là 60.000 chia cho 4 bằng 6 chia 4 được 1. 2 20 chia 5 chia 4 được 5. 3 số 0. Bây giờ là 15.000 đồng. Như vậy chúng ta sẽ mua 6,8 mét vải. Số tiền mua 6,8 mét vải là 15.000 đồng nhân cho 6,8 bằng, giờ chúng ta lấy máy tính, 15 nhân cho 6,8 bằng 102 3 số 0. Rồi, như vậy người ta hỏi là số cùng lậu phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền? Số tiền phải trả nhiều hơn là, số tiền trả nhiều hơn là 1200 trừ cho 60 bằng, trừ cho 60.000 bằng 42.000. Phải trả nhiều hơn số tiền đó là 42. Đáp số bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.